Anh Nghĩa, anh coi giùm em con máy đi. Em mới mua 20 triệu bên kia. Giờ em chơi nên thằng ra bị lắc. 20 triệu mà trên Naraka lắc. Đúng rồi. Anh Hùng, mày để anh xem thử nha. Thôi, anh có lẹ lẹ giúp em mấy xíu, còn giờ em gánh tim nữa. Ok, ok em. Nhìn sơ qua cái máy của em là card reader 574GB nè, là khá là yếu để chơi Naraka nha em. Trời, vậy có cái nào anh cứu nó được không? Tiền đối với em không thành vấn đề. Má làm lẹ lẹ lên giúp em đi. Vậy để anh cắm cái máy này lên, xong rồi kiểm tra thêm về CPU, về RAM, xem có đủ cấu hình không, rồi anh nâng cấp càng hình lên cho em test game thử nha. Em ngồi đi. Đây nè. Cấu hình của em là i3-1105F. Con này là 4x8 luôn. RAM 8GB DDR4. Ủa anh, nếu mà cái cấu hình vậy là nó đã đủ mạnh chưa ta? Cấu hình của em thì thuộc tầm trung thôi, chưa phải là cấu hình mạnh. Chơi những tựa game cơ bản như là Liên Minh Huyền Thoại nè, GTA 5, FIFA Online 4 hoặc là làm việc cơ bản thôi. Còn để chơi Naraka hoặc là những tựa game chip quay trở lên, em buộc phải nâng cạc màn hình và nâng RAM lên 16GB. Ôi vậy hôm bữa bạn em nó bán cho em cái con máy này là 20 triệu. Em không biết là cái giá nó hợp lý không? Hợp lý 20 triệu hả? Thì với cái giá đó anh sợ trả lời sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của tụi em á. Cho anh xin phép không trả lời. Thông cảm giúp anh nha. Em hiểu. Ok. Bây giờ anh nâng cấp cạc màn hình và nâng cấp RAM lên cho em nha. Dạ rồi, ok anh. Đẹp máy. Dạ dạ dạ, anh làm gấp giúp em luôn nha. Ok. Ok, cảm ơn anh nhiều. Ủa anh ơi, con kẹt này là con kẹt gì vậy? À, kẹt này là kẹt màn hình 1660 Super, bản 6GB bao hoa nha. Chuẩn bị nâng cấp cho em á. Nhìn ngầu quá. Bản này bên anh là khách lắp để chơi Naraka, chơi PC rất là nhiều, em cứ yên tâm nha. Con này rất là ngon, trong tầm giá luôn và phù hợp với cấu hình của em. Ok, em cảm ơn anh. Còn đây là cây RAM 8GB bus 3200, cùng hãng và cùng thông số với cây RAM trước của em luôn. Anh gắn vào nó sẽ thành dual channel, tăng hiệu năng máy của em lên rất là nhiều. Wow. Anh nâng cấp máy xong rồi đó. Ui, nhanh dữ anh. Bây giờ sẽ cắm máy lên cho anh test game thử nha. Ồ, ok luôn. Naraka, một tựa game eSports đang rất được quan tâm ở thời điểm hiện tại. Được ví là PUBG phiên bản kiếm hiệp, đã thổi một làn gió mới cho thể loại Battle Royale đang dần bão hòa trên thị trường game. Với nền đồ họa chân thật sắc nét dẫn đến việc đòi hỏi cấu hình máy khá cao nên việc kén chọn người chơi cũng là điều đương nhiên. Nhưng card GTX 1660 Super sẽ là giải pháp rất hợp lý giúp các bạn chơi Naraka mượt mà ở mức setting cao. FPS trung bình đạt từ 90 đến 100 khung hình trên giây, khiến những pha múa kiếm mượt mà và đẳng cấp không khác gì những bộ phim kiếm hiệp Kim Dung. Em trải nghiệm máy thấy sao em? Trời, quá mượt luôn anh ơi. Chơi đã thiệt sự luôn á. Ôi, máy nâng cấp xong chơi mượn quá anh ơi, em cảm ơn nhiều nha. Ok, cảm ơn em đã tin tưởng ủng hộ Phương Thành Cung tôi. Ôi, mai mốt em sẽ kêu bạn em qua ủng hộ bên mình nhiều hơn nữa. Ok, cảm ơn em. Mà bạn bè có gì từ từ nói chuyện nha. Em hiểu mà. Em hiểu rồi.